Eo Gió Quy Nhơn là điểm đến nổi tiếng trong những năm gần đây. Nếu là người yêu thiên nhiên thì đừng nên bỏ lỡ địa danh này khi đến tỉnh Bình Định. Eo Gió thuộc thôn Lý Lương, xã Nhân Lý, cách thành phố Quy Nhơn 20 km về phía đông bắc. Nơi đây được đặt tên Eo Gió bởi vì nó cong cong hình thành cánh cung tuyệt đẹp để hứng gió. Ngoài ra, địa điểm này còn được biết đến với cái tên Eo Biển Hút Gió. Tại đây có cả núi và bãi biển, trên những vách núi là những khối đá treo leo hoang vu và hiểm trở. Chính vì lẽ đó, eo biển này vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ hùng vĩ của thiên nhiên. Đây là điểm nhấn nổi bật để thu hút du khách gần xa đến với thành phố Quy Nhơn. Vì cách trung tâm thành phố 20 km nên có rất nhiều phương tiện quý du khách có thể sử dụng để đặt chân đến đây như xe khách, tàu hỏa, máy bay đến Quy Nhơn. Đường đi thuận lợi, khu du lịch Eo Gió có bãi đỗ xe, giữ xe rộng rãi ngay gần cổng ra vào và thuận tiện di chuyển cho du khách. Đến Eo Gió, thưởng thức đất trời thiên nhiên tại đây thật yên bình và thú vị, hoàn toàn khác hẳn với nhịp sống ở trung tâm thành phố Quy Nhơn. Bạn nên bắt đầu du lịch đến Eo Gió vào tháng 3 đến tháng 9 hàng năm. Vì muốn đến Eo Gió Nhân Lý thì nên đi vào mùa nắng đẹp. Khí hậu nơi đây cũng có hai mùa mưa nắng giống như Sài Gòn, cho nên thích hợp cho du khách đến du lịch và trải nghiệm. Vào thời gian này, trời nắng đẹp, ít mưa, không có bão, lòng biển kín gió, nên đặc biệt thích hợp tổ chức và vui chơi bằng các hoạt động ngoài trời. Đến với Eo Gió, du khách đừng quên trải nghiệm đi dạo trên cung đường đi bộ ven biển giữa lưng chừng núi non hùng vĩ. Con đường được tạo nên từ hàng ngàn bậc thang xếp dài, được dựng với tay vịn màu trắng đỏ vừa an toàn vừa đẹp mắt, để bạn tha hồ ngắm cảnh và chụp những bức hình thật lung linh. Từ đây phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ thấy choáng ngợp trước cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ và đẹp như tranh vẽ của Eo Gió. Không thua kém bất kỳ bãi biển nào của miền Trung, Eo Gió Quy Nhơn sở hữu làn nước trong xanh bên bờ cát vàng rực óng ánh, những con sóng rì rào ào ào vỗ vào những bờ đá gập ghềnh, cỏ bột trắng xóa mát lạnh. Dưới làn nước xanh trong vắt là những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội giữa rặng san hô tuyệt đẹp đầy màu sắc. Đến tham quan Eo Gió Quy Nhơn, bạn có thể chọn cho mình chỗ dừng nghỉ tốt và chất lượng như khách sạn, nhà nghỉ, homestay, lều trại, nhiều địa điểm đẹp và có view gần các bãi biển. Ngoài ra, du khách cũng có thể di chuyển bằng cano lên đường khám phá bãi Kỳ Co hoặc ghé thăm làng chài cách đó không xa và thưởng thức những món hải sản vô cùng tươi ngon do chính người dân nơi đây đánh bắt về. Nét độc đáo cuốn hút của Eo Gió được tạo nên từ đá và nước. Trải qua bao năm tháng nước chảy đá mòn, và quá trình phong hóa của gió biển đã tạo nên 19 hang yếm với những cái tên rất ngộ nghĩnh như hang Kỳ Co, hang Ba Nghé, hang Dơi, hang Sức Khỏe. Cũng nhờ vậy mà bán đảo Phương Mai đã trở thành địa phương có nhiều hang yếm, đứng thứ hai ở Việt Nam chỉ sau thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Eo Gió Quy Nhơn độc đáo từ tên địa danh cho đến vẻ đẹp lãng mạn và nên thơ, chắc chắn sẽ làm siêu lòng bất cứ du khách nào từng một lần ghé thăm. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại lần sau.